Chào các em, ta giải vòng tự luyện số 2 lớp 9 dành cho học sinh trên cả nước ha. Câu số 1 cho hệ trục tọa độ đó. Điểm A nằm trên trục hoành. Một điểm nằm ở trên trục hoành á thì tung độ của nó sẽ bằng 0 các bạn nhé. Các bạn cứ nhớ cái điều đó. Cứ nằm trên trục hoành thì tung độ sẽ bằng 0 ha. A IA sẽ bằng 0. Hoành độ gấp 3 lần điểm B. Như vậy là XA sẽ bằng 3 XB là bằng 3 nhân 3 là thành 9 các bạn ha. Như vậy là đoạn thẳng OA thì nó sẽ bằng 9 cm thôi. Thầy giảng thì kỹ, thành ra nó có vẻ chậm, còn vô đó các em phải phản xạ cho nó nhanh nhé. Câu số 2 cho các cái phương trình như vậy. Trong các phương trình đã cho có bao nhiêu phương trình là phương trình bậc hai một ẩn? Đây là phương trình bậc hai một ẩn nè. Đó, đây là phương trình bậc hai một ẩn nè. Còn đây là phương trình bậc 4 mất rồi. Còn đây là phương trình bậc nhất hai ẩn. Cho tứ giác nội tiếp tia phân giác của góc NMQ cắt đường tròn O tại tại E. Ta vẽ hình phát phát thôi, vẽ đại đại thôi. Ta có một cái đường tròn ha. Ta có một cái đường tròn. Rồi. Tứ giác nội tiếp như vậy, các em vẽ bốn đỉnh nằm trên đường tròn đi, vẽ bừa thôi. Không cần chính xác lắm đâu. MNPQ. MNPQ. Tia phân giác của góc NMQ. Để chẻ đôi ra. Cắt đường tròn tại tại E. Biết rằng góc P thì bằng 80 độ. Đây 80 độ. Người ta yêu cầu tính góc EMQ. MQ. Như vậy là đối diện là sẽ bằng, theo tính chất tứ giác nội tiếp á, góc đối diện với góc B sẽ bằng 100. Các bạn nhé. Hai góc đối của ta tứ giác nội tiếp thì bù nhau, như vậy chẻ đôi ra thì nó bằng 50 mỗi bên ha. Câu số 4. Độ dài cung bán kính 4 dB thì độ dài cung thì nó bằng pi nhân r nhân số đo cung chia cho 180 các bạn ha. Và các bạn ứng máy thôi chứ gì đâu. 4 × 72 rồi đem chia cho 180 nó bằng 8/5, gắn pi vô nữa. Câu số 5 rồi. Đây là một bài toán giải bằng cách đặt ẩn phụ. Cái phương trình thứ nhất đổi thành x cộng 1 tất cả bình hằng những thức mà y. Phương trình thứ hai là đổi thành 4x cộng 1 bình cộng 3 bằng 2y đúng không? Như vậy là x cộng 1 thì hóa thành a, còn b thì hóa thành y, y hóa thành b đó. Như vậy ta có là 4a bình cộng 3 sẽ bằng 2b đó. Thêm coi cái thằng nào giống, thằng nào giống. À xin lỗi, x cộng 1 bình là biến thành a các em nhé. Như vậy là cái hệ này, như vậy đó chính là hệ số 1 đúng không? A trừ b bằng 0. 4a trừ 2b bằng trừ 3. Chuyển vế đổi dấu cho nó cẩn thận. Câu số 6. Độ dài đoạn thẳng AB thì các em học thuộc cái công thức này. AB thì bằng XA trừ XB tất cả bình cộng cho IA trừ IB tất cả bình. Tham gia các khóa học của thầy các em sẽ nắm rõ mấy công thức đó. Thay vô. XA là hoành A đó, 0 trừ XB là 0 luôn. IA là 2 trừ IB là trừ cho trừ 5. Rồi tất cả bình lên. Như vậy nó sẽ bằng bằng căn 49 là bằng 7 các em.
Như vậy đáp án là một số chẵn là sai nè, một số vô tỷ cũng sai nè, nó là một số nguyên tố. Quá đúng, số 7 là số nguyên tố. Câu số 7, giải phương trình này ở đâu, ta đâu bắt giải. Hệ số A là bằng 6, hệ số B là bằng trừ 2. Tiếp tục, ta có copy cái hình hồi nãy xuống. Rồi, hình hồi nãy đây, MNPQ, nội tiếp. Tia QM và tia PN nó cắt nhau phía trên này. QM phải kéo dài lên trên này, PN phải kéo dài lên trên này thì nó mới cắt nhau được em. Cắt nhau tại H. Rồi, để cho QPN, QPN là bằng 56, MNP là bằng 108. Bắc tính góc MNH. MNH là góc này. Góc ngoài của tứ giác nội tiếp thì giờ sẽ bằng góc trong ở đỉnh đối diện nhé. Như vậy là chỗ này là bằng kề bù với lại 108 thì bằng 72 độ các bạn. Như vậy MNH là sẽ bằng 72 độ. Còn góc HMN, HMN là góc này thì bằng 56, góc ngoài bằng góc trong ở đỉnh đối. Tính chất của tứ giác nội tiếp ta chọn lớn các bạn. Câu số 9, độ dài cung. Vậy là L sẽ bằng pi nhân R nhân số đo cung N 54 chia 108. Rồi, lấy máy tính chia. 2 nhân 54 chia cho 108 nó bằng 3/5. Gắn pi vô kìa. Câu số 10, đặt A bằng 1 trên x trừ 1 thì nó sẽ thành 3/2 A y trừ 3 là bằng B. Đó, cái phương trình đầu tiên nó đổi thành này. Như vậy các em dò dò là các em thấy thằng này là có khả năng được nè, thằng này có khả năng được nè. Còn tùy thuộc vào phương trình dưới nữa. Ở dưới sẽ bằng 4/3 A cộng cho B trừ 1 bằng 0. Đó, như vậy là ta sẽ lấy cái phương trình, hệ phương trình thứ hai. Vậy nha. Tiếp tục. Khẳng định nào dưới đây là đúng? Ta vẽ nhanh cái hệ trục tọa độ các bạn. Trục hoành là OX, trục tung là OY. Điểm A là nằm ở trên trục tung, có tung độ là 5. Điểm B nằm trên trục hoành, có tung hoành độ là 3. Rồi, tan của góc OBA. OBA là góc này. Dùng định lý Pythagore, bên này ra 4 nè, OA ra 4. Tan thì bằng đối trên kề. Ô, xin lỗi. Đây là 5, đây là 3. Như vậy là tan sẽ bằng đối trên kề các bạn ha, là bằng 5/3. Tan của góc này là bằng 5/3. Câu 12. Hai nghiệm là cộng trừ căn 5 thôi. Xin lỗi, câu 12, câu 13 lại là một cái tứ giác nội tiếp. Để copy cái hình hồi nãy xuống kìa. Rồi, thầy vừa vẽ xong cái hình kìa. Trong cái hình này á, góc EAB là bằng 70 độ. Góc ABE là bằng 78. Đó. Người ta hỏi là tổng ADC. ADC là góc này. ADC thì bằng 78 các em nhé. Góc ngoài bằng góc trong đỉnh đối. Còn góc BCD, BCD là góc này chưa biết nè. Góc đó thì nó sẽ bù với góc này. À đâu, góc đó thì chúng ta dùng cái tam giác ECD luôn, dùng định lý tổng ba góc nha. 180 mà trừ cho 70
trừ cho 78 giờ là 32 các em. 32 không, 70 cộng 32 cộng cho 78 coi đúng bằng 180, đúng rồi. Như vậy tóm lại là góc ADC cộng cho góc BCD là bằng 78 cộng 32, tức là bằng 110. Ủa thầy sai đề rồi các em. Đúng rồi, thầy sai chỗ này nè các bạn. Góc EAB chứ không phải là góc AEB nhé. Như vậy cái chỗ 70 độ thầy đặt sai chỗ rồi. 70 độ là chỗ này nè. Đó, cái chỗ kim tuyến này nè. Nó sẽ bằng 70 độ. Như vậy chỗ đó bằng 70 độ thì cái chỗ góc C á là góc trong ở đỉnh đối diện là bằng 70 độ. Vậy 70 cộng 78 thì nó sẽ bằng 140. 18 mới đúng các bạn nhé. Rồi câu số 14. Số đo cung là N, độ dài cung L bằng Pi nhân R là 2,5 nhân cho số đo cung là 60 chia cho 108. Như vậy đáp án sẽ là 2,5 chia 3 là bằng 5/6 Pi. 5/6 Pi kìa. Cái này cứ theo công thức mà ráp vô thôi. Cái này gặp nãy giờ mấy lần rồi. 2A cộng B bằng 4 với lại A trừ 3B bằng âm 5 các bạn nhé. Ủa mà ta nói cái gì? Cần điều kiện nào thì nằm dưới căn nó phải không âm các bạn. X cộng 1 nó phải không không âm không. X cộng 1 không âm, tức là B nó phải phải không âm. B bằng căn của cái không âm thì nó cũng phải không âm các bạn nhé. B không âm à. Đấy. Thì coi A có cần không âm không. A thì không có cơ sở nào, không có lý do nào để mà không âm cả. Như vậy ta chọn đáp án B. Thầy đang băn khoăn giữa hai đáp án này đều có B không âm này. Nhưng mà cái nhìn kỹ thì A nó cũng chả có lý do gì mà để mà không âm cả. Cho nên ta loại cái này đi ha. Câu 16. Trên hệ trục tọa độ OC à, trên hệ trục tọa độ OC cho điểm M. Điểm M nằm ở trục tung các bạn nhé. Tung độ là 3. Điểm N nằm ở trục hoành có hoành độ là trừ 8. Như vậy MN thì ta dùng định lý Pythagore thôi. Đây là 8, đây là 3 ha. Biết đơn vị đo của thầy có làm nhầm không? Nhầm rồi, nhầm rồi. Hai điểm đều nằm ở trên trục tung hết à, hai điểm đều nằm trên trục tung hết các bạn. Một điểm nằm ở phía trên trục tung, một điểm nằm ở phía dưới trục tung. Như vậy nó cách nhau là 11 đơn vị các bạn. Đó, độ dài là 10, 11 đơn vị. Độ dài thì nó không có âm được đâu nhé. 11. Câu số 17. Phương trình đó thì đúng là phương trình bậc nhất một ẩn rồi. Hệ số A bằng 1, hệ số B bằng căn 2, hệ số C bằng trừ 3. Tiếp tục. Tứ giác ABCD nội tiếp nè. Đó. ABCD là tứ giác nội tiếp, trong đó góc D bằng 60. Phản xạ luôn góc B sẽ bằng 120. Rồi. Tia phân giác của góc ABC đó. Cắt đường tròn tại E thì chia đôi ra là bằng 60 độ các bạn nhé. Câu số 19. Độ dài cung L bằng Pi nhân R là 3, lấy 6 chia đôi nhân cho 120 chia cho 306. Như vậy nó bằng Pi luôn các em. Câu 20. Câu 20 cho hệ phương trình sau. Ta chọn này giải bằng cách đặt ứng phụ thôi. Đặt 1 phần x thành A nha. 1 phần x kem đặt là A. Rồi 1 phần y trừ 2 kem đặt là B. Thì mình có hệ phương trình là 2A cộng 3B bằng 4. 6A trừ B nó sẽ bằng 2. Rồi giải hệ phương trình này. Kem bấm máy thôi. Mốt 5 chế độ 1. 2, 3, 4, 6, âm 1, 2. Như vậy A nó sẽ bằng 1/2, còn B nó sẽ bằng 1. A là ở đâu mà ra? Là 1/x mà ra. B ở đâu mà ra?
là 1 phần y trừ 2 mà ra. Đúng chưa? À, người ta đâu bắt tính x tính y đâu. Vậy mình tính ra a với b luôn là xong rồi. A sẽ bằng 1 phần 2 cùng b là bằng bằng 1 các bạn nhé. Tiếp tục câu 21. Cho hệ trục tọa độ OXY. Điểm B nằm ở trên trục hình B đây, có hình độ bằng bằng 6. Điểm A nằm trên trục hình và có hình độ gấp 3 lần điểm B, như vậy là bằng 18. Đó. Như vậy điểm B sẽ nằm ở đâu đó chỗ này này. Xin lỗi, điểm A là từ đây tới đây là 18. Còn từ đây tới đây là 6. Như vậy là từ A tới B là 10, 12 đúng không? Ủa, người ta hỏi cái gì? Người ta hỏi OA. Trời ơi, OA thì nó bằng 18. Tưởng hỏi AB thì mình mới cần phân tích như thầy. Độ dài đường tròn còn được gọi là chu vi hình tròn là quá đúng các bạn nhé. Hai cái đồng nghĩa. Rồi ta đặt ẩn phụ. Ta sẽ có hệ phương trình mới là A trừ 3B bằng 2. Rồi 2A cộng 5B thì bằng 15. Rồi giải hệ phương trình. Mod 5 chế độ 1. Nhập 1 âm 3 2 2 5 15. Nó sẽ ra là A bằng 5 cộng B là bằng 1. Như vậy ta lấy A cộng 8B, 5 cộng 8 nhân 1 thì bằng 10, 13 các bạn. Số xui 13. Tiếp tục. Hệ trục tọa độ M nằm trên trục tung tại số 5. N nằm trên trục hoành tại số -7. Như vậy MN là bằng một bên là 5, một bên là 7 các bạn. 0 5 0 -7. Dùng định lý Pythagore, ta có căn của 5 bình cộng 7 bình ta bằng căn 74 các bạn ạ. Căn 74 nha. Sao số 6 như ta? Thầy lại sai nữa em. Thầy lại sai nữa. 05 á là nằm ở trên trục trục tung thì đúng. 0 trừ 7 á là nằm cũng trên trục tung luôn. Nghĩa nằm dưới này nè. N nè. Như vậy là nó bằng 12, trời đất ơi. Nhá. Rồi. Tiếp tục, một đường tròn có bán kính R thì độ dài là C bằng 2 πr. Dưới này ta có tổng thì là bằng A, hiệu thì bằng B. Tổng là bằng A cộng cho 2B thì bằng 1. Như vậy là hệ phương trình cuối nhé. Câu 27. Trên hệ trục tọa độ OXY các bạn, điểm B nằm ở trên trục hoành nhé. Có hoành độ bằng 2. Điểm A nằm trên trục hoành, hoành độ gấp 5 lần, như vậy là hoành độ 10. Như vậy là từ O tới A sẽ bằng bằng 10 các bạn. Câu 28. Ta đặt 1 phần y đó, nó thành y lớn đi. 1 phần y nhỏ thì đặt thành y lớn nha. Như vậy thì có hệ phương trình này. 2x trừ y, y lớn bằng 3 phần 2. Rồi giải hệ phương trình bằng máy tính cho nó nhanh các em. Mod 5 chế độ 1, 1, 3, 5 phần 2. Mod 5 chế độ 1 nè. 1, 3, 5 phần 2. Ở dưới là 2, âm 1, 3 phần 2. Như vậy x nhỏ là bằng 1, còn y lớn là bằng 1 phần 2. Như vậy suy ra y nhỏ là bằng 2 các bạn nhé. Như vậy nghiệm là 1, 2. Câu số 29. L bằng πRn chia cho 8 ha. Câu số 30. Như vậy x bình sẽ bằng 0,8 chia 5.
Nếu thầy không lầm thì 0,8 chia 5 là bằng 16 đúng không? À xin lỗi, 0,16 mới đúng. Như vậy là nghiệm âm sẽ là âm 0,4. Tiếp tục. Tứ giác ABCD nội tiếp trong một đường tròn. Các bạn ạ. Đường tròn. Tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn có AD là đường kính. Đấy, chà, AD là đường kính ha. AD nè. B nè. C nè. D nè. Kẻ AH vuông góc với BC. Kẻ AH vuông góc BC. Thầy cho AB, để cho AB bằng 5. Còn AC thì bằng 4. Ủa sao kỳ vậy? Ngẫm nghĩ lại cái đề coi. Vẽ hình trực rồi. Đó, thầy vẽ hình trực rồi các em. Tứ giác là ABDC mà thầy lại vẽ tứ giác là ABCD. Như vậy không ổn rồi. Thầy sửa lại. Thầy sẽ cho C nó nằm lẫn xuống dưới nhé. Rồi. AB. AB này. Đó. D. C. Đó, tứ giác ABCD. A, B, D, C. AD là đường kính. Rồi. Tiếp tục. Thầy kẻ AH vuông góc với BC. Đấy, AH vuông góc BC. Trong đó AB bằng 5. AC thì bằng 4 các bạn. Như vậy là AH nhân cho AD sẽ bằng gì? Đấy, đây là một câu cũng bắt đầu khó. Rồi, các bạn để ý nè. Góc ACH sẽ bằng góc ADB. Bởi vì là góc nội tiếp cùng trắng côn cùng AB. Rồi tiếp tục là các bạn sẽ có là góc ABD là góc nội tiếp trắng nửa đường tròn nó vuông. Như vậy mình sẽ có hai tam giác đồng dạng nè. Tam giác thứ nhất là tam giác ABD. Đó, nó đồng dạng với lại tam giác AHC theo trường hợp góc góc các bạn nhé. Như vậy là mình sẽ có gì? AHC đồng dạng với lại ABD. Và từ đây các bạn suy ra là AH trên AB sẽ bằng AC nhân cho A phần cho A AD. Rồi nhân chéo lại. AH nhân AD sẽ bằng AB. AB là 5 nhân cho AC là 4. Như vậy kết quả sẽ bằng 20 các bạn nhé. 20 ha. AH nhân AD sẽ bằng 20. Câu 32. Chúng ta có một cái hệ trục nhé. Rồi. Ta có một cái hệ trục. Trong đó điểm A là nằm trên trục hoành trừ 6. Xin lỗi, nằm trên trục tung. Điểm B nằm trên trục hoành trừ 5. Các bạn tính góc ABO. A nối tới B rồi nối tới O. Như vậy là mình sẽ có đây là bằng 6, còn đây là bằng 5. Tan của cái góc ABO là bằng đối chia kề 6 chia 5. Như vậy là góc ABO làm tròn đến độ các bạn. Mình sẽ ấn máy tính thôi nhá. Mình sẽ ấn là mode 1 trả lại là ship tan mũ trừ 1 của 6 phần 5 nha. Như vậy nó ra 50,2 độ. Mà làm tròn tới độ thì ra 50 nhé. Xấp xỉ 50 độ. Các bạn ha. Rồi. Tiếp tục. Đưa phương trình về dạng này thì chúng ta sẽ có là 3 phần 2 cộng 1 x bình cộng 7x trừ 6x trừ 8 cộng 5 bằng 0. 3 phần 2 mà cộng 1 thì ra 5 phần 2 này. 7 trừ 6 thì ra 1 này. Còn trừ 8 cộng 5 là bằng trừ 3.
Như vậy đáp án đúng của chúng ta ABC lần lượt sẽ là 5 phần 2, 1 và trừ 3. Đáp án thứ 3. Câu số 4. Cho một hình bình hành. Đó. ABCD. Rồi 3 đỉnh. Vẽ đường tròn ha. Vẽ hình là các em vẽ hình. Rồi thầy có cái hình như sau. Hình bình hành ABCD. Đi qua đường tròn, đi qua 3 đỉnh ABC. Cắt đường tròn. À, cắt CD. Tại P này. Người ta hỏi AP bằng bao nhiêu? AP là cái cạnh này nè các bạn này. Đó. Thì cũng dễ thôi. Chúng ta có góc B của hình bình hành á là bằng góc D của hình bình hành, hai góc đối mà, hai góc đối của hình bình hành bằng nhau. Mặt khác góc B của hình bình hành á thì lại bằng góc P phở. Góc P phở phía trên này, bởi vì là góc ngoài bằng góc trong ở đỉnh đối diện của của tứ giác nội tiếp này. Tứ giác ABCP phở là tứ giác nội tiếp mà. Như vậy bắc cầu hai thằng này bằng nhau, như vậy tam giác này cân thì AB sẽ bằng bằng 4. AP phở sẽ bằng 4 các bạn nhé. Tiếp tục ta tìm nghiệm của cái bất phương trình này, đặt x cộng 1 bằng a, đặt x cộng 2y thành b, thì các em giải cái này ra nhé. Các bạn sẽ có giải ứng mốt mốt 5 chế độ 1, mốt 5 chế độ 1 nhập 3 nè, 2 nè, tham gia những khoa học của thầy thì các em sẽ nắm vững kỹ thuật về máy tính bỏ túi thôi, có gì khó à. 3 2 trừ 8 4 trừ 1 trừ 7 4 trừ 1 trừ 7 như vậy là trừ 2 và trừ 1, trừ 2 và trừ 1 em. A ở đâu rồi? A là ở x cộng 1 mà ra. B ở đâu? B là x cộng 2y là bằng trừ 1. Từ đây x sẽ bằng 3. Xin lỗi, trừ 3. Y thì sẽ bằng trừ 1 trừ x, tức là cộng 3 chia cho 2 là bằng 1. Trừ 1 cộng 3 chia 2 là bằng 1 các bạn nhé. Rồi thế vô đây thôi. X bình là bằng trừ 3 bình, trừ cho trừ 3 nhân y, nhân y là 1, rồi cộng cho 1, 1 bình. Kết quả sẽ bằng là 10, 10 cộng cho 3 là 10, 13 các bạn. Câu 36. Độ dài cung MAN và độ dài cung MBB nó sẽ bằng nhau các em. Các em biết vì sao không? Bây giờ là đang bồi dưỡng đúng không? Cho nên thầy sẽ giải chi tiết nè. Độ dài của cung MN nó sẽ bằng pi nhân cho OM. Độ dài cung MN là bằng pi OM nhân cho alpha chia cho 180. Còn độ dài của cung MP, MP phở là trong cái đường tròn nhỏ các bạn. Trong cái đường tròn nhỏ thì nó sẽ bằng pi nhân cho r là o phẩy m nhân cho cái góc là p o phẩy m, tất cả chia cho 180 độ. Rồi các em để ý tiếp nè, 180 thầy để nguyên, còn o phẩy m nó là một nửa của o m, ngẫm nghĩ đi. Còn cái góc p o phẩy m là góc này nè, là góc ngoài của tam giác cân, nó là góc ngoài của tam giác cân OO phải P nha. Như vậy là nó sẽ bằng tổng hai góc trong kề với nó, tức là bằng hai lần alpha. Cuối cùng là rút gọn hai với hai này là còn pi nhân OM nhân cho alpha chia cho 108, vậy hai cái này bằng nhau là đúng rồi ha. Câu số 37 ta vẽ một cái hệ trục tọa độ các bạn nhé. Đó. Trên hệ trục tọa độ này thầy lấy điểm trừ 2 0 là nằm ở trên trục hoành nè, điểm B 1 0 là nằm ở trên trục tung nè, điểm C 0 trừ 2 là nằm ở trên trục trục tung nè,
Điểm M03 nằm trên trục tung. M hả? Cuối cùng là điểm 40 nằm trên trục hoành. Rồi. Người ta hỏi diện tích tam giác MON. MON là tam giác màu tím các bạn. Còn diện tích tam giác ABC. A B C. A đây. B đây. C đây. À, tam giác ABC đây. Tam giác ABC là tam giác thường, không phải tam giác vuông nhé. Tam giác màu xanh này nè. Thì nó bằng đường cao AO nhân cạnh BC chia đôi thôi. SABC sẽ bằng OA nhân cho BC chia đôi. 1 phần 2 nhân 2 nhân 3 là bằng 3 các em. Còn diện tích của ông nội SOMN là một tam giác vuông đúng không? Bằng 1 phần 2 nhân 3 nhân 4 là bằng 6 các em. À, xin lỗi, thầy vẽ hình sai rồi các bạn ơi, thầy vẽ hình sai rồi. Điểm A thì đúng, còn điểm B trật rồi. Điểm B nó nằm trên trục hoành các bạn ạ. Điểm B nó nằm trên trục hoành các em ơi. Điểm B nó nằm đây nè. Hoành độ bằng 1, trung độ bằng 0. Đó. Như vậy tọa độ thay đổi thì diện tích sẽ thay đổi. Nhá. Đó là tam giác ABC đó. Thì diện tích của nó là SABC thì bằng 1 phần 2 OC. OC nhân cho AB. AB thì vẫn bằng 3, OC thì là vẫn bằng 2 không? Ồ, vậy vẫn bằng 3 thôi. Như vậy quay đi quay lại thì SABC vẫn là nhỏ hơn SMN kia. MN lớn hơn. Tiếp tục. Ở dưới này chúng ta lại đặt ẩn phụ thôi. Đặt ẩn phụ là A lớn là căn của 3x trừ 2, còn B lớn là căn của 1 trừ y. Vậy ta có là 3A trừ 2B bằng 8 nha. 2A cộng 2B bằng 10, 12. Rồi giải nhanh. Mốt mốt 5 chế độ 1. A là bằng 3, B là bằng âm 2, C bằng 8. Ở dưới là 2, 2, 12. Cuối cùng A bằng 4, B bằng 2. Mà A ở đâu mà ra? A là căn 3x trừ 2. B là căn 1 trừ trừ y bằng 2. Rồi kem bình phương hai vế lên rồi giải nhé. Cuối cùng x sẽ bằng 4 bình là 16. 16 mà cộng 2 chuyển vế qua rồi chia cho 3 là bằng 6 đây. Còn y á, y là các bạn sẽ giải ra là 1 trừ cho 4 là bằng âm 3. Như vậy x sẽ lớn hơn y không? Tiếp nghiệm đây là bằng x bằng cộng trừ 2, nghiệm ở đây là x bằng 0 và x bằng trừ trừ 2. Như vậy nghiệm chung là trừ trừ 2 các bạn. Tiếp tục CA bằng CD. Như vậy cái góc này nè sẽ bằng 108 trừ 32 tất cả chia đôi 74 ấy. Góc dưới cũng bằng 74. 74 mà trừ cho 28 thì cái góc CDB nó sẽ bằng 46. Chỗ này 46 này. Đây. Góc đó bằng 46 thì góc trên này cũng bằng 46, bởi vì góc nội tiếp cùng chắn cung B BC. Tóm lại BAC sẽ bằng 46 độ.
41. Số nghiệm của phương trình này thì là hai nghiệm các bạn, một nghiệm bằng 0 và một nghiệm bằng bao nhiêu đó, tự tính nhé. 42. Cho một tứ giác nội tiếp cho một đường tròn, vẽ hình đi. Đó, MNPQ, MP là đường kính, rồi kẻ MH vuông góc với lại NQ. Người ta cho biết là MH trên MN. MH là nào? MH là này nè. Đó, trên MN. Xanh trên xanh đó là bằng 4/7. Rồi, người ta hỏi cái kia. Rồi, các bạn dễ dàng chứng minh được hai cái tam giác là MHQ á, nó sẽ đồng dạng với MNP. Coi nha. MHQ là tam giác màu xanh này nè. Màu xanh lá cây nè. MHQ là tam giác màu xanh lá cây này các bạn. Đó. Còn tam giác MNP là tam giác màu vàng phủ lên tam giác màu xanh luôn. Đó, MNP. Hai tam giác đó. Xin lỗi các em, hai tam giác đó không đồng dạng. MHQ mới đồng dạng chứ nhỉ. MHQ là tam giác nào? Tam giác phía dưới á. MNP là tam giác màu vàng, còn MHQ là tam giác màu xanh này nè. Đó, hai tam giác đó sẽ đồng dạng các bạn. Vì sao vậy? Vì có góc Q của tam giác xanh bằng góc P của tam giác nhất vàng, góc nội tiếp cùng trắng cùng MN, đúng không? Rồi thêm một cái góc vuông nữa, H vuông nè. H của tam giác xanh là vuông. Rồi góc MNP là góc nội tiếp trắng được đường tròn cũng vuông. Rồi, như vậy từ đây chúng ta thấy là S của MHQ trên S của MNP thì sẽ bằng bình phương của tỷ số đồng dạng nhé. Cái này kiến thức lớp 8. Cho tỷ số đồng dạng ta chọn là MH trên MN. Mà đề cho là MH trên MN bằng 4/7. Như vậy 4/7 tất cả bình là nó bằng 16/49 nhé. Câu 43. Vẽ hình. Độ dài đường tròn tâm ô là bằng 2 nhân pi nhân r là bằng 20, đúng không? Đó. Suy ra 2 nhân pi r thì đổi thành 2r1 bằng 20. Rồi. Như vậy ta có là 2 nhân pi nhân r1 sẽ bằng 20 chia 2 và bằng 10. 2 nhân pi nhân r1 thì chính là độ dài của đường tròn O1. Tóm lại độ dài của đường tròn O1 là bằng 10 cm các bạn. Hệ trục tọa độ. Cái này thì quá dễ dàng ha. Ta vẽ cái hệ trục. A bằng -4 0. A đây, -4 0. B là 0,3. Rồi, tính diện tích chu vi. Chu vi đây 3, đây 4. Dùng định lý Pythagoras đây 5. Vậy 5 cộng 3 cộng 4 thì bằng 10, 12. Câu 45. Ta đặt căn x cộng 3 nó bằng A. Còn đặt 1 phần y bằng B. Ta có A cộng B bằng 2. 3A trừ 2B thì bằng 1. Rồi giải hệ phương trình. Cuối cùng A bằng 1, B bằng 1. 1 cộng 1 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1. A là ở đâu ra? Là căn x cộng 3. B ở đâu ra? B là 1 phần y. Cuối cùng, x sẽ bằng trừ 2 các bạn. Còn y thì bằng 1. Như vậy là x cộng y là sẽ bằng trừ 2 cộng 1. Tất cả bình lên là bằng 1 các em nhé. Đáp án cuối cùng là bằng 1. Câu 46. Theo định lý VS thì x1 nhân x2 sẽ bằng c trên a, tức là bằng -1 trên 6.
Câu 47. Cho một hình chữ nhật ABCD. Trong đó AB bằng 12. Điểm Y nằm bất kỳ. Hạ vuông góc IN với cạnh CD. Y nằm trên AB. Hạ vuông góc với lại CD. Hạ đường IM vuông góc với đường chéo AC. Hạ đường vuông góc xuống. Rồi, ok. IM vuông góc với đường chéo. Rồi người ta hỏi là MA nhân NI rồi chia cho MI bằng bao nhiêu. Rồi, các bạn dễ dàng chứng minh được tam giác AMI nhá. Đồng dạng với lại tam giác ABC. Từ đây chúng ta suy ra là AM trên AB nó sẽ bằng là MI trên BC. Từ đó suy ra là AM hay là MA đó nhân cho BC thì sẽ bằng AB nhân MI. Hay nói cách khác là MA nhân BC chia cho MI thì bằng AB. Các bạn để ý kỹ nè, BC thì lại bằng NI đúng không? Còn AB á, thì lại bằng 12. Như vậy cuối cùng các em có là MA nhân NI trên MI thì bằng mới 12. À, cái tứ giác này là hình chữ nhật nha. Như vậy BC bằng MNI là chuyện bình thường ha, 12. Câu 48. X1 nhân X2 theo định lý VS sẽ bằng C trên A, tức là bằng trừ 3 trên 2. Như vậy là cái này là bằng trừ 2 trên 3 nhân trừ 3 trên 2 thì đáp án nó sẽ bằng 1 thôi. Câu số 49. Trên đường tròn. Rồi vẽ hình nào. Đây, cái hình như thế này các em. AB thì bằng AD ha. Rồi DC bằng 1. Theo thứ tự ADCB ha, đừng có đảo lộn. Bán kính đường tròn này bằng 1. Như vậy là tam giác này sẽ vuông. Các em dùng định lý Pygo đảo là sẽ vuông này. Như vậy ở phía dưới nó cũng vuông ha. Đây, vuông luôn. Như vậy là thẳng hàng DB phải là đường kính nhá. Như vậy các bạn dễ dàng chứng minh được tam giác OCD là tam giác đều nhá. Thì chỗ này sẽ bằng 60 độ các bạn. Đây 60 độ. Ba cạnh đều bằng 1 mà. Còn chỗ này 90 độ thì mới nói. Như vậy là số đo của các cái góc A OC là biết rồi đó. AOC là bằng 150 độ đúng không? Vậy ta sẽ tính được độ dài của cung ADC này. Độ dài cung ACD. L của cung ADC tức là L2 đó thì bằng pi nhân r là 1 nhân 150 chia cho 108. 150 chia 108 là 15 phần 18 là bằng 5/6 pi. 5 pi trên 6. Còn L1 các em, L1 là cung ABC đó thì nó phải lớn hơn rồi. Thằng kia nó chưa vượt nửa đường tròn đúng không? Cung ABC thì nó vượt vậy là lớn hơn. Lớn hơn thôi. Không cần biết bao nhiêu nữa. Mệt quá. Rồi cho tam giác. Cho tam giác nội tiếp vẽ hình nhanh. Rồi thầy có cái hình rất nhanh. Tam giác ABC nội tiếp trong tròn tâm O.
BD với CE là hai đường cao. Rồi người ta hỏi rằng là tiếp tuyến tại A. Như vậy ta kẻ tiếp tuyến tại A các bạn nhé. Muốn kẻ tiếp tuyến tại A một cách chuẩn xác á thì các bạn cứ nối A tiếp điểm với lại tâm tâm là rồi vẽ cái đường vuông góc với lại cái đường nối đó. Nha. Đó, đó là tiếp tuyến. Và người ta hỏi rằng là cái tiếp tuyến này là song song với ED. Đúng không? Đó. Thì câu trả lời là gì thì các em theo dõi cái phần hướng dẫn của thầy. Thầy sẽ có là tứ giác B E D C là tứ giác nội tiếp. Đúng chưa? Vì có hai đỉnh E và D kề nhau cùng nhìn thẳng BC với góc 90 độ nè. Đó, cái này các em phải biết ha. Góc vuông nè, góc vuông nè. Đấy. Như vậy tứ giác đó là tứ giác nội tiếp. Tứ giác nội tiếp thì chúng ta sẽ có góc A DE sẽ bằng góc ABC vì là góc ngoài của tứ giác nội tiếp thì bằng góc trong ở đỉnh đối diện. Rồi tiếp tục cái góc ABC này này nó là góc nội tiếp chắn cung AC. Đấy. Thì nó sẽ bằng cái góc này. Bằng cái góc là đây cái góc này, bằng cái góc màu đỏ này các bạn. Bởi vì góc màu đỏ nó là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cũng chắn cung AC luôn. Thầy gọi góc đó là góc XAC đi. Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây với lại góc nội tiếp cùng chắn cung AC thì bằng nhau. Như vậy bắc cầu chúng ta có hai góc này bằng nhau đúng không? Hai góc đó bằng nhau mà lại nằm ở vị trí solet trong thì cuối cùng là AX sẽ song song với ED thôi. Như vậy đáp án đúng là đáp án A. Tiếp tuyến tại A của đường tròn O sẽ song song với D. DE các bạn nhé. Rồi. Mấy cái còn lại thì tất nhiên là nó sẽ sai rồi. Rồi chào tạm biệt các em nhé. Hãy tham gia những khóa học sắp tới thầy sẽ mở ở trên trang web buồnngôn luận.com nếu các em có hứng thú. Chúng ta chia tay nhau tại đây các bạn nhé.